Sáng thế chương 3 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà Có thật Thiên Chúa bảo các người không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." Rảnh nói với người đàn bà, "Chẳng chết chóc gì đâu." Nhưng Thiên Chúa biết, ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện điều ác." Người đàn bà thấy trái cây đó, ăn thì phải ngon trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn bà liền hái trái cây mà ăn rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình ông cũng ăn bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng họ mới kết lá vả làm khố che thân nghe thấy tiếng đức chúa là thiên chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt đức chúa là thiên chúa đức chúa là thiên chúa gọi con người và hỏi ngươi ở đâu con người thưa con nghe thấy tiếng ngài trong vườn con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẫn trốn đức chúa là thiên chúa hỏi ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa. Người đàn bà, ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà. Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa. Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn. Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó với người đàn bà chúa phán ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi với con người chúa phán vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi chán mới có bánh ăn Cho đến khi trở về với đất Vì từ đất Ngươi đã được lấy ra Ngươi là bụi đất Và sẽ trở về với bụi đất Con người đặt tên cho vợ là Eva Vì bà là mẹ của chúng sinh đức chúa là thiên chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ đức chúa là thiên chúa nói này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta biết điều thiện điều ác bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Eden để cày cấy đất đai. Từ đó, con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Eden, người đặt các cây rubim với lưỡi gươm sáng lóe để canh giữ đường đến cây trường sinh.